I like the vegetables very much. Your steamed vegetables are great. Người nước ngoài nghiện rau muống Việt Nam và bi hài chuyện ăn rau muống ở các nước trên thế giới. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Rau muống là món ăn dân dã ở Việt Nam nhưng lại gây thương nhớ cho rất nhiều người còn xa xứ. Chẳng thế mà dẫn đến nhiều chuyện bi hài xoay quanh món ăn này. Trong khi ở Việt Nam, mẹ chồng nàng dâu còn đang tranh luận xem luộc rau muống nên vắt chanh hay bỏ sấu, thì ở nước ngoài người ta lại còn không có tiền mua rau muống mà ăn. Không tin ư, hãy xem những người Việt ở nước ngoài kể chuyện về những bó rau muống quá phổ biến, thậm chí cho lần ăn ở Việt Nam lại được tính giá từng cọng cực đắt đỏ trong siêu thị như thế nào nhá. Rau muống có lẽ là cái tên khá dân dã, lại chẳng có ý nghĩa gì trong tiếng Việt, thế nhưng nó lại có tên quốc tế rất là sang chảnh, đó là Good Morning Glory. Nếu dịch từng chữ thì nó sẽ thành buổi sáng huy hoàng trong nước. Rau muống có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe trong việc ngăn ngừa và điều trị các bệnh mãn tính. Các chất dinh dưỡng trong rau muống cũng có lợi cho việc chống lão hóa da và giúp cho mái tóc thêm chắc khỏe. Rau muống chứa một lượng lớn vitamin A, C, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào, làm giảm cholesterol, hỗ trợ điều trị thiếu máu, phòng chống tiểu đường, bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa ung thư, trị khó tiêu, táo bón. Rau muống là món ăn đã quá đổi quen thuộc với những bữa ăn của người Việt, từ các món ăn đơn giản và thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày như luộc, rau muống, nấu canh. Rau muống còn được chế biến thành nhiều món khác như nộm, gỏi rau muống xào ốc móng tay, xào thịt bò, ngâm chua. Thậm chí rau muống chẻ còn là một trong các loại rau sống quen thuộc dùng để ăn cùng với các món canh chua. Rau muống ở Việt Nam quen thuộc và phổ biến như vậy, giá của rau muống cũng rất phải chăng, nhờ thế mà người ta mới sử dụng thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày. Vì thế người Việt Nam đã quá quen thuộc với mức giá 3.000, 5.000, lúc đắt lắm cũng chỉ lên tới 10.000 đồng cho một mớ rau muống. Loại rau này trở thành món ăn rẻ tới mức những ngày cuối tháng hết tiền cũng có thể ăn được. Thậm chí nó còn là thực phẩm đứng đầu trong list trend của các chị các mẹ nội trợ thông thái, nấu bữa cơm 5K, 10K, 20K cho cả gia đình. Thế nhưng ở một số nước, rau muống lại trở thành món ăn vô cùng xa xỉ, với mức giá đắt đỏ. Ra nước ngoài sinh sống, hầu hết mọi người đều khẳng định điều thèm muốn nhất chính là món ăn mang hương vị quê nhà, đặc biệt là ở những nước xa xôi. Việc tìm được món ăn hay thứ gia vị chuẩn xịn Việt Nam thực chẳng khác nào mừng như bắt được vàng. Ngày nay khi giao thương phát triển, hàng hóa được di chuyển bằng đường hàng không nên cũng dễ dàng hơn cho những người Việt xa quê muốn thưởng thức đồ ăn quê nhà. Tuy nhiên, vì chi phí vận chuyển đắt đỏ và số lượng cũng không được thả phanh như ở Việt Nam nên giá cả đôi khi khiến cho người ta nhìn thôi cũng muốn xỉu. Một số review nhẹ từ một số người Việt sinh sống tại nước ngoài nghe thì tưởng đùa, thế mà lại là sự thật. Mới đây trên một trang mạng xã hội đã đăng tải những câu chuyện hài hước khắp thế giới về rau muống. Đọc xong mới thấy chúng ta thật hạnh phúc khi ngày nào cũng được ăn rau muống luộc, uống nước canh dầm sấu. Nickname Lam Võ hiện đang sinh sống tại Nhật cho biết ở các siêu thị nước này thỉnh thoảng có bán rau muống như một mặt hàng khan hiếm vậy. Giá thì rơi vào khoảng 50.000 đồng Việt Nam cho 6 cọng. Tính theo cọng chứ không phải mớ như Việt Nam mình đâu. Cũng sống tại Nhật, bạn Hương Đỗ cho hay rau muống ở Việt Nam 5.000 đồng một bó, 7 người ăn không hết, mà ở Nhật 2 năm chưa dám ăn rau muống vì tầm 100.000 đồng được khoảng 10 cọng. Chắc mua về mỗi ngày ăn một cọng quá. Nikana Nguyễn ở Đức, sau khi thấy giá của để rau muống luộc ở Nhật Bản đắt đỏ như vậy, thì cảm ơn Chúa vì ở Đức quá dễ sống khi mà chỉ khoảng 30.000 đồng Việt Nam, khoảng hơn 1 euro là đã mua được rồi. Đỉnh điểm, chị Ngô Thị Mai Anh ở Hà Lan có than nhẹ. Từ ngày sang trời Âu, chưa bao giờ dám vung tiền ăn rau muống. Thế mới thấy ở Việt Nam mình mới là thiên đường ăn uống đó. Anh Ryan Hiệp Lê đang sinh sống tại Anh có chia sẻ rằng ở Việt Nam thì chơi rau muống lên xuống, sang đây thì quý như vàng. Sinh nhật lễ Tết chẳng cần tặng gì quý giá mà chỉ cần tặng mình vài bó rau muống là mình nhớ ơn cả đời. Anh thường phải bỏ ra khoảng 225.000 đồng, tương đương với 7 GBP để mua 3 bó rau muống về xào ăn một lần cho bỏ. Mà mỗi lần xào thì phải xào thật mặn để ăn dè được lâu.
Chưa hết, nước luộc thì phải bảo quản trong tủ lạnh để ăn cả tuần. Anh Ryan Hiệp Lê cũng kể mấy anh chị cùng nhà toàn trêu anh là đại gia vì dám mua rau muống về ăn. Bên anh thì chỉ tìm thấy rau muống ở chợ người Hoa, chứ siêu thị không bán nên nó được xếp vào dạng thực phẩm quý hiếm và đắt đỏ là vậy. Tài khoản TikTok có tên NH từng thu hút sự chú ý khi chia sẻ thông tin về giá rau muống tại Hàn Quốc. Cụ thể, cô bạn than thở: ăn miếng rau muống chảy nước mắt, một nắm mà 80.000 đồng luôn, ở quê nhiều quá cắt cho lợn, ở trên ni bên này đặt sẵn đó. Theo như đoạn video mà NH đăng tải, rau muống được bọc trong túi bóng có giá niêm yết là 3.990 ngàn won, khoảng 80.000 đồng. Chưa kể, rau muống nhìn xanh, hấp dẫn nhưng phần cuống rau rất dày. Theo nhiều người thì loại rau như thế này ăn sẽ nhạt hơn so với rau muống Việt Nam. Ở một nhà hàng phở tại Seoul, Hàn Quốc, một đĩa rau muống xào cũng có giá đến 9.000 won, tương đương khoảng 180.000 đồng tiền Việt. Sống tại Phần Lan thì anh Bùi Anh Dũng cho biết tại đây rau muống có giá 3 euro một bịch, nhưng chỉ được 3 cọng rau muống. Đồng quan điểm thì chị Linh Đặng chia sẻ thêm, rau muống ở Phần Lan đắt, cọng rau to và già mà vẫn cố phải nhai vì đắt mà nhặt bỏ đi thì tiếc lắm. Và rau muống ở đây ăn nhạt, không thơm và có vị như rau muống ở Việt Nam. Chị Lê Thủy Việt Kiều sống tại Mỹ cho biết, giá rau muống ở Mỹ cũng tùy vào từng bang, nhưng ở bang lạnh rau sẽ đắt hơn, khoảng 9 USD, khoảng 210.000 đồng một bó, nhưng được rất ít. Chị Thủy cho biết, thích thì cứ ăn thôi, nhà mình quần áo có thể 5 năm mặc đi mặc lại 2-3 bộ. Chơi có thể không đi, phim có thể không xem, chứ ăn là phải sướng cái mồm. Người Việt Nam rất sáng tạo trong việc sử dụng nguyên liệu chế biến ra nhiều món ăn đủ hương vị khác nhau. Rau muống cũng vậy, món ăn phổ biến nhất chính là rau muống luộc. Đây là món ăn đơn giản nhất nhưng cũng dễ ăn nhất. Điểm đặc biệt nằm ở nước luộc cùng nước chấm. Bạn có thể sử dụng chanh vắt sau khi luộc rau xong hay nấu cùng với quả sấu từ đầu. Nước chấm đa dạng từ nước tương bần đến nước mắm và tỏi ớt. Tiếp theo là nộm rau muống. Món ăn khai vị, dễ ăn, dễ làm món này, bạn chỉ nên sử dụng phần cọng rau, trần qua với nước sôi rồi nhanh chóng ngâm vào nước lạnh. Sau đó trộn thêm với tai lợn hoặc thịt bò, tôm khô tùy khẩu vị và cuối cùng là rưới nước chua ngọt lên trên. Rau muống xào tỏi là món ăn yêu thích của nhiều người. Bạn nên trần sơ qua rau muống trong nước sôi, rồi trụn vào chậu nước lạnh để rau được xanh mà giòn. Khi xào thì phi tỏi trước cho thơm rồi xào nhanh tay với lửa to thì sẽ được đĩa rau xào xanh mướt, bóng bậy, thơm ngon vô cùng. Một món ăn nữa từ rau muống là ngâm chua tương tự cà muối, dưa muối. Món ăn này cũng chỉ sử dụng phần cọng rau, trần sơ 3 phút trong nước sôi rồi ngâm vào đá lạnh cho cọng rau được giòn. Sau khi rau ráo nước thì đổ hỗn hợp nước gồm muối, đường, giấm với cà rốt, hành tím để món ăn thêm phần bắt mắt. Qua những câu chuyện bi hài về rau muống vừa rồi thì có thể thấy rằng những món ăn dân dã mình cho là bình thường nhưng lại trở nên quý hiếm vô cùng ở một không gian địa lý khác. Chính vì thế, hãy trân trọng tất cả những món ăn bình dị này và học một vài cách nấu đơn giản để làm cho bữa ăn bớt đơn điệu. Nhưng Tiền Ánh Sao Vàng cũng muốn làm một cuộc khảo sát nhỏ. Quý vị thường cho thêm chanh hay sấu vào nước canh rau muống vậy? Hãy chia sẻ ngay góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận nha! Vâng, và video ngày hôm nay của Ánh Sao Vàng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu quý vị yêu thích video, đừng quên tặng F1 like, đăng ký kênh và hãy bật ngay nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hay và hấp dẫn nhất từ Ánh Sao Vàng nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép chào tạm biệt và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.